Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo, nên dùng tâm lìa tướng an trụ chơn như, dùng tâm lìa tướng an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành bốn niệm trụ, dùng tâm lìa tướng tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng an trụ thánh đế khổ, dùng tâm lìa tướng an trụ thánh đế tập diệt đạo. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành bốn tịnh lự, dùng tâm lìa tướng tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành tám giải thoát, dùng tâm lìa tướng tu hành tám thắng xứ, chín tịnh thứ đại, mười biến xứ. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn giải thoát không, dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành năm loại mắt, dùng tâm lìa tướng tu hành sáu phép thần thông. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn Tam Ma Địa, dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn Đà La Ni. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành mười lực Phật, dùng tâm lìa tướng tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành trí nhất thiết, dùng tâm lìa tướng tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.